Thưa quý vị, trong chuyến thăm và làm việc tại Khánh Hòa, chiều nay tại Nha Trang, đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện các bộ ngành trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong năm 2022, quý 1 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 20,7%, cao nhất cả nước. 20 trên 22 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch. Quý 1 năm 2023 đã tăng trưởng tiếp tục được duy trì với mức tăng 9,07%, đứng thứ tư cả nước. Về các mặt công tác Đảng, năm 2022 đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2022 và quý I năm 2023. Tuy nhiên, Khánh Hòa cần nỗ lực hơn nữa để phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế, tương xứng với sự quan tâm của Trung ương. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt, sáng tạo, cùng với sự phát triển nhanh bền vững cần chú trọng giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp đẩy mạnh đầu tư công hoàn thiện các quy hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài tạo thế cạnh tranh tốt hơn tăng cường liên kết vùng trở thành cực tăng trưởng của vùng và cả nước Hôm nay, đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến thăm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và làng trẻ em SOS Nhà Trang. Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các bộ ngành liên quan ra soát nghiên cứu, quyết tâm chấm dứt tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị y tế để đảm bảo công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong các bệnh viện. Tại làng trẻ em SOS Nha Trang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các em đang được nuôi dưỡng tại đây thủ tướng chính phủ biểu dương cố gắng nỗ lực của cán bộ nhân viên các bà mẹ bà gì đang công tác tại làng trẻ em sos đề nghị thời gian tới tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc nuôi dưỡng các em để các em có thể cảm nhận hạnh phúc gia đình là chỗ dựa vững chắc về tinh thần nhằm giúp các em tự tin vượt lên khó khăn để trưởng thành tự lo cho cuộc sống giúp ích cho xã hội Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng 24 xuất quà cho các em có cha, mẹ tử vong do Covid-19 và các em đang được nuôi dưỡng tại làng trẻ em SOS. Tặng một TV và 20 máy tính cho làng trẻ em SOS để trang bị phòng máy vi tính, phục vụ việc học của các em. Trường Hy vọng thuộc tập đoàn FPT nhận nuôi 10 trẻ có cha, mẹ tử vong do Covid-19 đến khi trưởng thành.